Okay, today I start to work with the Bakya, okay? Yesterday and this morning I already cleaned up around. Then ông Mỹ ông Mỹ tới làm. And Matthew will help. You see over all look like a jungle. Quay phim á. Này là project của bà hay ốm. Hopefully next week we see a lot better. Hả ông Mỹ? Hả? Cái gì? Cái đó là ông Mỹ đó, ok? Rồi, để ngồi coi ông Mỹ làm chút, ok? Cậu bái là first project ha cậu bái? Hả? This is the first project. First project for what? Yeah, cái project đầu tiên. Kế bên là cây xoài. Anh chụp cây xoài này lên đưa lên Facebook, người ta nói wow, đã quá. Năm nay trái nhiều mà hy vọng là bớt rụng. Hy vọng. Cái mốt cái này thành vườn địa đàng. Dạ em không để cái máy ở trong cái dưới cái chòi đó cho nó ấy. Uh-huh. Đó là quét chứ gì đâu. Đỡ nắng hơn. Cậu ai biết ca giọng cổ không? Hả? Biết giọng cổ là không biết. À, không biết ca hả? Bữa nay vô nhóm anh ca. Thôi. Nhóm anh bây giờ có 1,000 người rồi đó. 1,000 người. Ở Việt Nam không biết ca live, ca một lần 2-3 tiếng đồng hồ. Nó fill up cái trong server á. Mà nó là free thành không biết. Sau 15 tây tháng 4 á, từ Facebook nó mới tuyên bố là nó sẽ không giữ cái video đó lại nữa. Mà nó giữ là nó sẽ bị đầy. Mà nó đầy là nó không cho ca tiếp nữa. Ở Việt Nam lợi dụng không mà. Ok, let's go around and see the garden. Cái này là cô Tiffany Hương Nguyễn Hương là cho đây. She have the big one, I still have the small one. Không biết cái dây này là dây gì. Dương địa đàng. Đó là helper Matthew.
qua năm sau là anh có nhiều đu đủ ăn á. Bốn cây đều có trái hết. Có cây đu đủ Brazil. Đây đây, đất là Brazil. Cây đó với cây bên ông ngoại là giống nhau á. Bên ông ngoại bự quá trời bự. Nấy cái vàng của anh á, anh năm tới anh tỉa lại cho nó nhỏ lại. Cái này nó cong lắp xuống rồi. Yeah, to you. Cái này anh cắt bớt rồi đó. I'm not talking to the video. Đó là cậu bái. À, cái đó là ở trên cái nóc hả? Ha ha ha. Coi chừng trúng cái cây này đó. À, cái đó là cậu bãi mày bắt lên cái nóc. Ôi. Cái nóc. Wow, cái dạng khoan này đã không? Cái này là dạng cưa hả? Yeah, I know. Thấy không cậu bảy level đàng hoàng ha. Even the silver, your silver thing is vanished. Yeah. You forever my finder, man. 1, 2, 3, 4. 6 cây được hả? Hả? Mấy cây gai cột? 8. 8 cây cột hả? Boost, Paul. Boost a little bit. You hold. Flower. Mấy cây chuối của anh á, anh đào xuống rồi đó. Thành ra nó mất sức. Nhưng mà nó sẽ sống lại.
tưởng lại nó sẽ có buồn bé đâu. Rồi, 10 minutes.